rằng các bạn chỉ biết bò là vật nuôi hữu ích của người dân, là biểu tượng văn hóa, văn minh, tín ngưỡng của nhiều dân tộc, là nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp, còn là nguồn thực phẩm bổ dưỡng. Nhưng rất có thể bạn chưa biết bò được sử dụng như là một vị thuốc. Các bộ phận khác nhau của con bò có công dụng chữa bệnh, phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả. Cũng có thể vì bò là động vật ăn cỏ, nguồn thức ăn sạch sẽ, thịt lành, sạch, nên cơ thể của bò có được những dược tính chữa bệnh. Và sau đây là 19 bộ phận cũng như những bài thuốc dược thiện từ bò. Thứ nhất, thịt bò, ngưu nhục. Theo đông y, thịt bò có vị ngọt, tính ấm, tác dụng bồi bổ khư kiện tỳ, ích khí, dưỡng huyết, mạnh gân xương, tiêu được thủy thũng, dùng để hỗ trợ chữa các chứng tỳ vị hư, ăn kém, gầy yếu, khó lên cân, thiếu máu, chóng mặt, mệt mỏi, huyết áp thấp, đái tháo đường và các chứng liên quan đến khí huyết hư. Thịt bò rất giàu protein, lipid và chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12 là chất có vai trò bổ dưỡng, tăng hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Thứ hai, ngưu nhũ, tức sữa con bò. Theo đông y, sữa bò có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ dưỡng, nhuận tràng, kích thích hệ tiêu hóa. Sữa bò dùng rất tốt cho mọi lứa tuổi phục hồi nhanh sức khỏe, nhất là đối với cơ thể đang trong tình trạng suy yếu như lao lực quá độ, mới ốm dậy. Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, sữa bò chỉ đứng sau sữa mẹ. Thứ ba, ngưu hoàng, dạn trong mật bò. Theo đông y, ngưu hoàng có vị đắng, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng thanh tâm, trừ phiền nhiệt, thông khiếu, tiêu đàm, định kinh, chữa sốt cao, phát cuồng, hôn mê, kinh giảm, co giật, viêm họng. Thứ tư, ngưu đảng, mật con bò. Theo đông y, mật bò có vị đắng, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng mát gan, sáng mắt, giải độc, tiêu sưng, hỗ trợ tiêu hóa, dùng trị chứng tâm đau do tải nhiệt, trẻ con kinh giãn, tức động kinh, đau bụng, đau dạ dày, suy gan, vàng da, rối loạn tiêu, táo bón, bệnh về mắt, trẻ em cam tích, lở loét. Thứ năm, ngưu can, tức gan con bò. Theo đông y, gan bò có vị ngọt, đắng, tính bình, tác dụng bổ gan, dưỡng huyết, mát can, sáng mắt, sử dụng dưới dạng phối hợp với cà rốt, cần tây, dứa xả, tỏi, ớt xảo lăn hoặc với đậu, gạo nấu cháo, luộc ăn đều tốt, chữa tim đập nhanh, tâm quý, hoảng sợ, dùng gan bò 20g, táo tàu 15 quả, ninh nhừ, ăn tuần vài lần, các bộ phận khác của bò làm thuốc, chữa bệnh váng đầu, hoa mắt, huyết áp kém, dùng gan bò 100g, nấu với cẩu kỳ tử 15g, ăn cả cái lẫn nước. Thứ bảy, ngưu tỵ, thịt mũi con bò. Theo đông y, thịt mũi con bò có vị ngọt, tính không độc, tác dụng bổ tỳ, dưỡng khí huyết, sinh tân, trợ tiêu hóa, tăng sức lực, giúp trị chứng gầy sút, tiểu đường, tiêu hóa kém. Dưới dạng phối hợp cà rốt, khoai tây hầm ăn với gạo, đậu xanh nấu cháo ăn đều tốt, chữa phụ nữ thai hành họa, sảy thai, dùng thịt mũi bò 1 cái và cuống quả bí ngô 20 cái rửa sạch, thái nhỏ, rang khô giòn, sắc với 400ml nước, còn 100ml uống làm 2 lần trong ngày. Thứ 8, ngưu tủy, tức tủy con bò. Theo đông y, tủy con bò có vị ngọt, tính bình không độc, tác dụng ích khí nuôi huyết, liền xương. Ăn tủy bò có thể giúp chữa thiếu hụt trong tủy người, chữa chứng trẻ em gầy còm. Dùng tủy bò chưng mật ong, nước cốt sinh địa ăn tuần vài lần, chữa trẻ em còi chậm biết đi, mọc răng. Dùng xương tủy, ống chân xương bò đình nhừ, nấu với gạo, thành cháo ăn nhiều lần. Thứ 9, ngư đề chi, xung gân móng chân bò. Theo đông y, ngư đề chi có vị cam, tính ấm không độc, tác dụng bổ khí dưỡng huyết, mạnh gần xương, trừ phong thấp tí, lợi sữa, chứng nguy chân tay yếu, phong thấp nhức mỏi, da khô nám, sản phụ ít sữa. Bằng cách làm sạch, cạo lông thui thật chín, chặt khúc ninh nhừ rồi nấu cháo, hoặc hầm với cà rốt, khoai lang, khoai môn đều tốt. Thứ 10, ngưu vị, tức dạ dày bò. Theo đông y, dạ dày bò vị ngọt, tính bình không độc, tác dụng điều hòa trung khí, ích tỳ vị, dưỡng khí, dưới dạng phối hợp cà rốt, khoai tây, củ cải, củ sen, hầm ăn với hạt sen, nấm hương hay nấu canh,
với dưa chua, cần tây, khế, gia vị xả, tỏi ớt xào ăn đều tốt. Chữa đau dạ dày, dạ dày bò làm sạch 100g, hoàng kỳ 30g, gia vị vừa đủ, nêm nhừ rồi ăn. 11. Ngưu tâm, tức tim con bò. Theo đông y, tim bò có vị ngọt, tính khổng độc, tác dụng dưỡng tâm, ích khí, khai uất, dưỡng khí huyết, dùng dưới dạng luộc thái lát, quấn rau húng quế, hoặc rau thơm quấn chấm mắm gừng, hoặc nấu tim bò phối hợp với đậu đỏ, gạo tẻ để nấu cháo ăn. 12. Ngưu thận, tức quả cật của con bò. Theo đông y, ngưu thận có vị ngọt, tính hơi ấm, không độc, tác dụng bổ thận, dưỡng nam tạng, dùng trị chứng thận yếu, đau mỏi lưng gối, mỏi xương khớp, thận, dưới dạng phối hợp với đỗ trong, cẩu kỷ tiềm, với rau củ hàm ăn, hoặc với rau muống, rau cần tây, hoa lý gia vị vừa đủ, xào ăn đều tốt. 13. Ngưu não, tức não con bò. Theo đông y, não của bò có tính hơi ấm, không độc, bổ huyết, ích xương tủy, trị huyết hư đau đầu, chóng mặt, tiểu đường, dưới dạng phối hợp đậu sành nấu cháo, với nấm, đậu hũ, trưng cách thủy ăn. 14. Ngưu cân, tức gân con bò. Theo đông y, gân con bò có vị ngọt, tính bình không độc, có tác dụng bổ gân, ích khí dưỡng huyết, mạnh xương cốt, hỗ trợ chứng chân tay yếu mềm, nùi trứng, da sần khô nám, dưới dạng phối hợp với cà rốt, khoai sọ, củ sen hầm ăn, hoặc với củ cải, kho nghệ ăn đều tốt. 15. Ngưu cốt, tức xương con bò. Theo đông y, xương của bò có vị ngọt, tính hơi ấm, không độc, tác dụng bổ huyết, ích gân xương, chữa gân xương bẹp yếu, chữa loãng, trẻ em còi xương, dưới dạng phối hợp cà rốt, củ cải, khoai môn, bí đỏ, củ sen hầm ăn, hoặc với đậu, gạo, nấu cháo đều tốt. 16. Ngưu huyết, tức tiết con bò. Theo đông y, tiết của bò có vị mặn, tính bình, có tác dụng bổ huyết, cầm huyết, trị chứng suy nhược, thổ huyết, xuất huyết. Cách dùng dưới dạng phối hợp với rau muống, rau cần xào ăn, với xương, thịt đậu xanh, gạo, gia vị, xào ăn đều phù hợp. 17. Ngưu tỳ, tức lá lách châu. Theo đông y, ngưu tỳ có tác dụng bổ tỳ ích vị, trợ tiêu hóa, giúp chữa tiêu hóa, tăng miễn dịch. Dưới dạng phối hợp cà rốt, khoai tây hầm ăn, với gạo, đậu xanh nấu cháo đều tốt. 18. Ngưu vĩ, tức đuôi con bò. Theo đông y, đuôi bò có vị ngọt, tính hơi ấm, không độc, tác dụng bổ khí huyết, mạnh gân xương, trừ phong thấp tí, dùng hỗ trợ điều trị chứng nguy chân tay yếu mềm, phong thấp nhức mỏi, da sần khô nám, chữa đau lưng, liệt dương do thận hư, dùng đuôi bò làm sạch 200g, đường quy 30g, thêm gia vị mình vừa ăn. Và 19. Ngưu bí, bộ phận sinh dục của bò. Theo đông y, bộ phận sinh dục của bò có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, cải thiện chức năng sinh lý, thường dùng chữa yếu sinh lý, liệt dương, chữa liệt dương dị tinh, xuất tinh sớm, dương vật và tinh hoàn bò, ngẫu phím, hầm cẩu kỷ, đương quy, đỗ trọng để ăn, hoặc ngâm rượu để uống, chữa liệt dương sinh lý yếu, dương vật bò một cái, hấp cách thủy với khởi tử 20-40g thêm ít đường. Những người đang bị thương ở bắp thịt, đang đau nhức gân cơ không nên ăn thịt bò và các bộ phận của bò. Và trên đây là những bài thuốc được kênh Cây Thuốc Quanh Nhà sưu tầm. Nếu như quý vị có bất cứ ý kiến gì hay có đóng góp gì cho kênh thì vui lòng để lại ở phần bình luận của video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.